Chào cô bác anh chị và các bạn đang đến với kênh của Công Auto thân mến. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà về một mẫu xe bên em vừa mới về. Một mẫu Santa Fe sản xuất năm 2008, máy dầu, động cơ 2.0. Chiếc bản Santa Fe MLS này bên em đang chào bán với giá là 495 triệu ạ. Cô bác anh chị và các bạn đang tìm cho mình chiếc Santa Fe 2008 thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883980 hoặc 0866 558622 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp. Đây, cả nhà có thể xem bên ngoài nội thất của chiếc xe này, ngoại thất của chiếc xe này. Đã, tất cả các chi tiết rất là zin, sơn vỏ zin, rất là đẹp luôn đấy ạ. Có bậc lên xuống rất là thuận tiện cho cái vấn đề di chuyển lên xuống xe. Kể cả có trẻ nhỏ thì nó cũng không bị cao quá, không bị hẫng cho chúng ta. Một dòng xe gầm cao rất là đẹp bên em. Rất là đẹp bên em đấy ạ. Vừa rồi là chúng ta đã xem một chút về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Và bây giờ chúng ta xem tiếp về cái đằng trước đấy ạ. Mặt đằng trước thì các hộp đèn đằng trước thì đã được mạ chrome rất là sáng và bảo vệ cái đèn đằng trước. Và cái hộp ga lăng này cũng được bọc mạ chrome rồi. Xe rất là trường, xe gầm cao, thoáng xe và xe được đăng ký 7 chỗ ngồi. Đó. Các chi tiết đây rất là khít, rất là đẹp. Và dọc thân xe đấy ạ. Dọc thân xe giữa hai bên là nó có một cái nếp gân nổi lên, nó rất là khỏe khoắn xe. Và bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp về phần động cơ của chiếc xe này nhé. Dạ. Đây là phần động cơ của chiếc xe này. Chiếc động cơ chiếc xe này nó rất là sạch sẽ. Ắc quy đây. Đó. Ắc quy rất là mới. Ắc quy rất là mới luôn đấy ạ. Đây, động cơ sạch sẽ, tất cả các chi tiết còn nguyên. Xe máy chạy cực kỳ ổn định. Cực kỳ ổn định luôn, cabo phẳng lừ luôn, các lỗ tròn xe. Đây ạ, cả nhà có thể xem đấy ạ. Cabo phẳng lừ. Đó, các lỗ tròn xe rất là đẹp luôn, keo chỉ còn nguyên nhé cả nhà nhé. Để tất cả các đúng cao su này, lỗ tròn xe luôn. Xe không hề đâm đụng, không ngập nước. Bao cho cả nhà luôn, xe chạy cực kỳ ổn định đi ạ. Tất cả các chi tiết rất là đẹp luôn đi ạ. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đó. Chúng ta sẽ xem tiếp về phần nội thất của chiếc xe này nhé. Đây là cái lốp trước của chiếc xe này. Lốp trước của chiếc xe rất là mới. Xe trang bị phanh ABS. Xe còn đăng kiểm rất là dài. Đăng kiểm tới tháng 3 năm 2020 nhé cả nhà nhé. Tháng 3 năm 2020 nhé. Đây ạ, kính này xem ạ. Kính này cũng là kính zin này. Kính này cũng là kính zin này. Cũng là kính zin của nhà sản xuất luôn này. Đã, kính này cũng là kính zin này. Cũng là kính zin luôn. Kính nhỏ đằng sau này cũng là kính zin này. Đó. Lốp sau này. Xe này 4 lốp còn mới tinh luôn đấy ạ. 4 quả lốp bác chủ mới thay mới tinh luôn. Phanh ABS 4 bánh. Đã. Chúng ta xem tiếp về keo chỉ này. Keo chỉ kèo cột còn nguyên. Đã. Sơn xi còn nguyên, cánh cửa chưa ra. Rất là đẹp luôn, tất cả các chi tiết cực kỳ đẹp luôn. Chiếc Santa Fe này thì không phải chê bất kỳ một cái điểm gì. Về chúng ta chỉ việc đổ dầu mà đi thôi. Keo chỉ cực kỳ đẹp, không mất phần nào luôn. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, rất là đẹp. Xe rộng rãi, đăng ký 7 chỗ, máy dầu. Mà động cơ máy dầu này thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này chạy tầm khoảng 6 lít rưỡi đến 7 lít 100 cây. Đây ạ. Keo chỉ kèo cột còn nguyên rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Cánh cửa chưa ra. Rất là đẹp luôn đấy cả nhà xem đấy. Điều hòa mát đây ạ. Keo chỉ không mất đi một phân nào luôn nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Nội thất bọc da cực đẹp. Số tự động. Có cửa sổ nóc nhé. Xe có cửa sổ nóc luôn cả nhà nhé. Vâng. Xe rất là đẹp luôn, tất cả các chi tiết rất là đẹp. Em bán xe đây.
Dạ vâng, bác ơi, bác vào Cho trong. anh hỏi cái ở mình có con Everest. Vâng, và chúng ta xem tiếp đấy ạ. Xem tiếp về đằng sau của chiếc xe này nhé. Có gạt mưa sau này. Tất cả đèn hậu đằng sau đã được bọc mạ chrome bảo vệ. Rất là sáng, rất là đẹp. Hai đèn hậu không hề khác màu. Xe độ 2 bô. Đẹp, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Cảm biến lùi nhé, cảm biến lùi đầy đủ. Cảm biến lùi đầy đủ luôn. Chúng ta xem kính sau nào. Kính sau cũng là kính zin nhé. Kính sau này cũng là kính zin này. Kính sau cũng là kính zin. Santa Fe MLS sản xuất 2008, đăng ký 2008. Bên em đang bán với giá là 495 triệu. Các bác anh chị và các bạn đang tìm mua cho mình chiếc xe Santa Fe thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 hoặc 0866 558 622 để được tư vấn hỗ trợ mua bán trực tiếp nhé. Đây ạ, lốp đây ạ. Lốp rất là mới đấy ạ. Lốp mới đẹp. Lốp mới đẹp này. Kính là kính zin này. Kính này cũng là kính zin nhé cả nhà nhé. Kính này cũng là kính zin luôn này. Kính này cũng là kính zin này. Cũng là kính zin luôn. Bật lên xuống này. Bật lên xuống này. Đó. Bật lên xuống là cho chúng ta lên xuống nó rất là thuận tiện đây. Bánh trước này cũng là bánh zin nhé. Rất là mới đẹp luôn. Xe 4 lốp mới tinh luôn cả nhà nhé. 4 lốp mới tinh luôn. Đây, keo chỉ keo cột này. Còn nguyên không mất đi một phân nào luôn. Keo chỉ keo cột còn nguyên, không mất đi một phân nào. Rất là mới, rất là đẹp luôn đây ạ. Đây ạ. Keo cột keo chỉ còn nguyên, không mất đi một phân nào luôn. Đây ạ. Đăng ký 7 chỗ nhé. Hàng ghế sau. Điều hòa đây. Điều hòa đây. Điều hòa hai vùng. Xe điều hòa hai vùng. Có cửa sổ trời. Trần nỉ. Trần nỉ đẹp nhất cả nhà nhé. Có cửa sổ nóc luôn đây này. Ghế da rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Táp ly táp lô còn nguyên. Táp ly táp lô bọc da hết cả nhà. Bọc da. Xe đi thì tiết kiệm nhiên liệu, máy dầu. Xe đi thì nó chỉ mất tầm với khoảng 6 lít rưỡi 7 lít 100 cây. Để chúng ta xem một chút đây. Keo chỉ keo cột còn nguyên. Đúng không ạ? Không mất đi một phần nào luôn, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện. Điều hòa mát. Xe chạy được 246.398 km. Điều hòa mát. Đầu MP3 thôi. Điều hòa auto này. Số tự động này. Số tự động luôn. Cốp thì tay rất là đẹp. Cốp thì tay 2 tầng. Nội thất đẹp. Nội thất đẹp. Cửa sổ nóc. Cửa sổ nóc rất là đẹp luôn. Xe có trang bị cửa sổ nóc nhé. Xe có trang bị cửa sổ nóc. Rất là đẹp luôn, rất là hiện đại. Táp ni táp lô da này. Đó. Nhựa giả vân gỗ này. Táp ni táp lô bằng da. Một túi khí này. Hai túi khí này.
Táp ly táp lô đẹp, điều hòa mát âm thanh hay. Xe này, con này xe quá đẹp luôn đấy. 209 như thế này là quá quá là tuyệt vời luôn đây. Kính chắn nắng này. Theo xe này. Đây ạ. Hyundai Hàn Quốc. Nhà sản xuất Hyundai Hàn Quốc. Điều hòa mát, âm thanh hay. MP3 đầu đĩa. Có đủ giấy tờ. Vâng, và vừa rồi là chúng ta đã xem chi tiết về chiếc xe Santa Fe máy dầu sản xuất năm 2008, bên em đang bán với giá là 495 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm cho mình một chiếc Santa Fe thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 hoặc 0866 558 622 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp, tư vấn chi tiết về từng chiếc xe. Và có thể các bạn gọi điện theo số 0945 883 980 để đặt lịch hẹn xem xe đấy ạ. Có nhiều người thắc mắc là không biết là em quay video, làm video rất là nhiều nhưng mà chưa biết mặt như em như thế nào. Thì hôm nay là cuối buổi video này thì em sẽ quay cho cả nhà có thể biết mặt như thế nào đấy ạ. Xin chào cả nhà. Cả nhà mà muốn xem xe thì hãy đặt là cho em lịch theo số điện thoại và liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 để được đặt lịch xem xe tại chợ xe tại bãi xe nhà em. Em xin nhắc lại là con Santa Fe 2008 máy dầu này bên em đang bán với giá là 495 triệu. Cô bác anh chị và đang tìm cho mình chiếc Santa Fe, hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 hoặc 0866 558 622 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch hẹn xem xe. Các bạn đang xem video của em thì hãy đừng quên là ấn nút like, chia sẻ và theo dõi kênh của em để những video tiếp theo em sẽ lên sóng thì các bạn sẽ nhận được thông báo ạ. Xin cảm ơn ạ.